Green, đúng rồi. Rồi giờ cô chú thấy em giỏi chưa? Giờ em ngồi em chơi xếp hình đó cô chú. À, giỏi ghê chưa. Wow, chỉ hai màu thôi nha cô chú, chỉ màu trắng với màu xanh thôi nha, chứ không phải màu nào cũng được vô đâu nha. Con tàu của người ta là phải có màu sắc đồ này kia rồi rõ rõ rệt. Pink, đúng rồi, đúng rồi. Pink là màu hồng đó cô chú. Con tàu. Phải có màu. Vỗ tay, đúng rồi. Đây mẹ chùi cái mũi con coi đây. Chùi cái mũi nha, cho nó đàng hoàng cho cô chú thấy cho mặt đẹp đẽ coi. A hi hi. A hi hi. Ồ, oh, sao? Ồ, oh, sao? Ồ. Ồ. Rồi con dựng thẳng cho nó đứng lên coi. Jay đang làm cái chiến tàu này là chiến tàu quê hương đó cô chú. Để về Việt Nam đó. Màu đó màu gì á? Ồ. Ồ, sao rồi, đứt tàu rồi, con phải làm cho nó chắc chắn chứ con làm vậy. Ô miết vỗ tay rồi, vỗ tay hay, tự khen thưởng mình. con người này là thần tượng bản thân mình lắm nè, tự làm xong rồi tự khen thưởng luôn. Coi kìa, con có móng tay sơn kìa, có được không, điệu nghệ không, sơn móng tay lên cái nhìn con người khác luôn. Nhìn cái giá trị của người khác luôn. Rồi xúc tàu, kỹ sư này là kỹ sư gì rồi nè, kỹ sư gì mà cứ làm tàu xúc ô miết luôn. Ai mượn lo làm tàu không chịu làm, đi lo sơn móng tay. Bởi vậy đó, lơ là việc làm tàu nên là tàu bị xúc ra. Rồi, kỹ thuật chưa, kỹ thuật chưa. Làm như là ta đã hiểu biết rồi đó, đã nằm đứng luôn. Phải một tay vịn một tay bỏ vô chứ đâu phải giỡn được. Đúng rồi, đúng rồi. Tự chơi không mà cô chú chơi giỏi lắm, không hề làm phiền mẹ. Đó, trời ơi. Coi được không? Pink, đúng rồi. Mày mày lùa gần cho gần con chút nha. Quay, đúng rồi. Tự học luôn chứ. Quay nữa. Cầm lên là nói tự học luôn. Wow, dài quá ta. Màu đó màu gì chay? Màu gì đó? Bà không nhận tôi thiệt cái chứ. Gì mà cũng nói đó. Mong mốt cái miệng không biết nói y như mẹ không biết. Yeah. Thao thao bất tiệt. Nói cho vui con ha, nói cho vui nhà vui cửa chứ. Trời sinh ra cho ta may mắn có được một giọng nói mà, thì mình phải nói chứ. Đúng rồi. Trời nhảy, trời đất ơi, trời, xong rồi khoan, vui quá rồi, nhảy cái vũ điệu mà vui đó. Nhảy đi con. Trời ơi, hồi nãy là nó vô nó phá, Ngọc nói thiệt. À, khăn khiếu đồ này kia nó bỏ xuống hết. Rồi cái giấy ở trong nhà tắm là nó kéo ra hết, nó giục cái giấy. Nó coi cái giấy đó còn không, nói có sách mách có chứng cho cô chú coi giấy, cô chú nói sợ. Đó, thấy không? Đó, thấy chưa? Như vậy là hên đó. Chứ còn có khi là kéo ra hết luôn đó. Vậy là hên rồi đó. May mắn rồi đó. Yeah. Vui chưa? Wow, dài quá. High five Jay đi. Boom. Màu này màu gì con? Ashy. Orange, màu cam. Đúng rồi, màu này màu gì? Màu tím. Màu tím đi con. Tím. Đúng rồi, đó đếm đó, đếm đó. Ồ, gắn vô đi, gắn vô đi. Ồ, ồ. Excuse me. I love you.
Một ngày là nói I love you với nó không biết bao nhiêu lần hả cô chú ơi. Ngộ, cái phong tục của Mỹ ngộ. Cái câu đó cứ được nói đi, nói tới nói lui hoài. Mình cũng phải tập cho nó nói nữa. Nhưng mà Việt Nam mình lại khó nói ra câu đó ha. Kể cả bản thân Ngọc cũng chưa bao giờ nói câu đó với mẹ Ngọc luôn á chứ phải. Nhưng mà Mỹ nói ra cái câu I love you dễ. Cái phong tục người ta cởi mở rồi cái thể hiện tình cảm đồ này kia. Oh no đó, oh no đó, vậy là oh no đó là ngã là thất vọng, oh no đó. Pink đúng rồi, oh pink. Pink đúng rồi, cái này pink luôn, đúng rồi. Pink luôn đó. Thôi đi, đó đó cà khịa, thấy chưa? Thấy chưa? Thấy cái tội của cà khịa chưa? Đó cái đó đành nó dễ đó cô chú. Nhà thấy thương lắm. Nhà bây giờ thảm thương luôn. I love you chị đi. Can you say I love you mommy? Say I love you mommy. I love you mommy. Hôn mẹ miếng coi. Ông ngoại bà ngoại đang trông chờ chay từng giây từng phút đó cô chú. Wow! Nhảy. Baby shark do 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 do. Hay sao? Chờ chay từng giây từng phút, đếm từng ngày từng giờ. Con lụm cho mẹ chiếc giới đưa cho mẹ rồi mẹ đem cất chiếc giới đó coi. Đông đu tả. Con lụm cho mẹ chiếc giới đi con. Dựng tàu lên ơi, dựng tàu lên coi, cho tàu đứng thẳng lên coi. Chứ sao cho tàu nằm không vậy? Broken. Ok. Thương nhất là cái câu chay con đi làm này giùm mẹ, làm kia giùm mẹ coi. Ok. Ừ, đó, vậy đó. Là đồng ý đó, để con đi làm cho đó. Yeah. Hồi nãy giờ là mẹ mới vừa để cho chay ngồi chơi là đi gì đó. Là gì? Qua này. Xếp đồ rồi dọn dẹp tùm lum mà dọn cũng còn mới đang giặt đồ ngoài đó rồi mới bỏ đồ chén vô máy rửa chén đồ. Ôi sao em mà em tự chơi có một mình à cô chú, tội chay chứ. Cứ cà khịa một mình biết rồi đó mà hên đó chứ, biết hên gì không, có một mình mà hên nó lanh nên là đỡ, chứ còn mà còn một mình mà ngồi im chơi á tội lắm, không nói không năng gì tội. Tự ngồi chơi, tự nói màu, tự nói sắc, tự nói chung là tự nói hết. Thôi tay bỏ gắn thành thạo chưa? Tự kéo đồ này ra rồi tự mở con rít ra, tự đổ đồ ra luôn chứ mới hay chứ phải. Đâu có nhờ mẹ đâu. Kéo xong rồi dục cái bịch bỏ đây đây. Cái gì vậy? Gì vậy? Nó tự nó biểu cảm nó luôn ha. Hôm nay là video này cô chú coi chay gọi là những biểu cảm của chay xì cai hôi xì dơ lúc em ấy ship đồ. Rồi cái bây giờ con vừa ship đồ, con vừa chơi, con vừa đọc màu đi cho mấy anh mấy chị mấy bạn đồ này kia biết cái màu đó nữa con. Màu này màu gì đây? Purple. Trời ơi, không nhìn mà nó rất trời, có thấy nó nhìn không? Có thấy nó nhìn cái màu này không? Purple. Mà nó purple là nó màu tím mất ha, coi được nó không? Màu này màu gì đây? Peachy. Orange, đúng rồi. Màu này màu gì đây? Peach. Pink. Màu này màu gì đây? Blue. Blue. Cái màu này màu gì trời? Màu xanh hả? Vô trong cái camera này thấy nó xanh nè, nhưng mà ở ngoài thật sự là nó không phải màu xanh nè, giống như màu xanh lá cây gì đó mà vô camera màu xanh nè, ngộ không? À, màu này màu gì? Màu gì đây? White. Ủa mẹ làm xúc tàu của con nè hả? Ừ, mẹ xin lỗi con nha. Mẹ xin lỗi chay nha, chay đừng có giận mẹ nha. Con nói it's okay mommy. Chay á, cô chú thấy chay sơn móng tay chứ chưa bao giờ cô chú thấy chay sơn móng chân phải không? Móc về Việt Nam sơn móng chân chay. Sơn quốc bự đỏ đi.
chơi bộ màu đỏ đi. Chơi ra sân bay cô chú dễ nhận. Sao hả? Cái đó ai làm, con làm chứ mẹ có làm đâu ạ. Vỗ tay, đúng rồi. Sao? Baby shark. Con nó cà khịa không? Có ai làm gì đó đâu. Không không, từ 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 từ, phải kiên nhẫn, từ từ mình sẽ gắn lại con. Đó, bây giờ nó đang bị rối đằng đó rồi cô chú. Từ từ gắn lại, đâu có gì đâu. Đó, gắn vô từ từ thôi. Đúng rồi. Đúng rồi. Giỏi quá. Từ từ gắn lại nha. Giả đi con. Có không biết gắn hình gì mà có hình dài đã gắn miết luôn. Gắn gắn đầu đi bị xuống đầu kia. Tá quả thần tinh. Khi chỉ có nhiêu đó thôi các bạn cũng thấy đủ hiểu được cái tính của một đứa con nít thấy không? Cái tính đó là cái trước mắt là Ngọc thấy giống như Ngọc rồi đó. Giống Ngọc rồi đó, không có sự kiên nhẫn. Đang làm cái này mãi cái là thôi nản rồi đó, là bực rồi đó. Hay là do con nít đó vậy? Ai biết. Oh yeah. Đó. Đó, vui 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 nhảy đó. High five. Boom. Boom. Giỏi quá. Chơi giỏi quá. Good job chị đi. I'm so proud of you. Trời ơi, con bà đứng cái tướng à. Con đứng cái tướng à. Có được không? Trời ơi, chơi giỏi quá. Mẹ tự hào vì chơi quá à. Giỏi quá trời giỏi luôn á. Thôi bây giờ video tới đây, hồi nãy giờ chay xây cũng được mấy cái tòa nhà rồi, thì video tới đây cũng xin kết thúc. Xin cảm ơn cô chú đã xem cái video clip chay xây nhà ngày hôm nay và những biểu cảm nhảy cà khịa của chay. Xin chúc cô chú có một ngày thật là vui vẻ. Cô chú đừng quên cho chay một cái like nha cô chú. Rồi cô chú có thể chia sẻ trang YouTube của chay lên Facebook cho tất cả nhiều cô chú khác biết tới chay nữa đi cô chú. Xin chúc cô chú có một ngày thật là vui vẻ và sẽ hẹn gặp lại cô chú vào video clip tiếp theo. Bye bye. Giỏi quá. Quá giỏi luôn. Giờ chay cũng sẽ tiếp tục cà khịa nha. Rồi giờ mày đi làm việc nha. Mày quay video clip cho cô chú vậy được. Rồi giờ mày đi làm việc nha. Con ngồi con chơi tiếp nha.